hàng luôn thiên tha. Thưa với Ngài, này con đây, Chúa ơi, xin Ngài hãy sai con đi. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Trần gian hôm nay còn nhiều lầm than đắng cay, với Chúa vào đời tình yêu hiến trao mọi người, muôn ơn phúng cao vời Ngài ban như mưa tưới gội, trần gian thêm thắm tươi, muôn người sống trong an vui. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Còn bao biến thay, Chúa hãy ở cùng và nâng đỡ con từng ngày. Con xin hiến trọn đời, truyền loan tin vui nước trời, để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Bác sĩ Tiêu Ngọc Yến về hồi ba con quý ân nhân hồi nụ cười thân ái, con đang ở trên chỗ cha do anh Phạm Quang Long ngài đang ở giáo sư Minh Tú qua đây, hiện tại đây sư ở giáo họ Anh Châu. Đây là cái xóm nhỏ trong giáo sư và cái xóm này xóm Đo, đây gọi được gọi là xóm Ba Đo. Và xung quanh quý vị thấy là cái những cái ngôi nhà lục xục ở trên các cái bè. Họ ở trên đó, đây là một trong số các gia đình trong nhà họ nơi cha do anh Phạm Quang Long đang còn quản xứ. Xin hết lòng cảm ơn quý anh nhân đã thương giúp đây, chúng con xin thay lời cho thay mặt cho hội nụ cười thân ái xin gửi đến các gia đình một phần quà gồm có 10 kg gạo và nước mắm như mì chính và đường.